Xin chào tất cả các bác nhé. Bọn em mới gặp 5 xe máy của dân mới chở đào trong rừng ra đây. Thì, chốt luôn cả lô này. Anh em bây giờ họ cũng bán theo lô đây. Lô này rất đẹp, thẳng luôn. Thì bọn em bốc lên cho đủ chuyến xe để chở đi về xuôi. Nụ rất nhiều này. Vỏ đào cũng đẹp. Mình đang giữ cái xe để cho anh em nó kiếm đá kề cái chân trống. Được, ok anh. Lấy lô này gọn xe luôn. Cái này nó đủ xe nhanh. Không, giờ không đủ xe nhanh thì khó lắm rồi. Mấy người kia phía kia không rửa cái này. Bây giờ họ thấy bọn đâu về xe không. Đổ đấy. Lô xuống dưới cháu tháo xe này trước. Đang quay cho các bác xem nhưng mà lại để giữ xe cho anh em nó tháo đào xuống. Màu hoa rất đẹp các bác nhá. Vỏ đào sáng đẹp. Ôi, trượt rồi em ơi, kê lại đi. Trượt chân trống rồi. Ngửa lên, lật lên. Đấy. Lấy hai cành kia không anh? Hử? Cành ở đâu? Rồi tí nữa xem sau nhá. Rồi để em tạm dừng tí thì mới quay tiếp cho các bác nhỉ. Đây này. Cảnh này rất đẹp. Đặt xuống đây để mà buộc nữa mà. Đặt xuống đi anh, để bó lại thêm một tí nữa cho gọn hơn nữa. Biết là bó đẹp rồi nhưng mà cho nó gọn hơn nữa đi. Đây, cái lô đào này là ở trung tâm xã Pù Nhi nhé các bác nhé, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nhé các bác nhé. Đây, cái cảnh kia rất đẹp các bác nha. Em mua lô này để là vừa gọn cho chuyến xe luôn. Mình đang mua bổ sung 13 cảnh là 22 rồi. Thế là chuyến xe này là tạm thời là đang là 22 cảnh các bác nhá. Các bác muốn mua đào lẻ thì hoặc là mua cả lô, mua xỉ thì báo em nhé. Em sẽ kết nối và bố trí đào cho các bác nhé. Hả? Cành rất to nhỉ. Đây có một cành mới về này. Nhưng mà đang bận giữ xe cho nên là khéo quẹt đổ đấy nhá. Đấy, cái lô này về. Rồi đặt nó đi rồi lại giữ xe này cho anh đi. Anh quay một tí nào. Đấy, có người giữ thay cho tôi đấy nhá. Bây giờ tôi mới có thời gian quay cho các bác xem này. Màu hoa đây các bác nha.
Đào ta mua đây. Hả? Đào ta đâu? Đây đây đây. Tăng hạ đây. 1, 2, 3, 4 5 xe cơ mà. 4 xe đây. Hử? Đây. 4 xe, 4 người. 4 xe à, tưởng là 5. Thế lúc nãy lại nói là 5. Rồi. Đây quay cái lô đào mà chúng tôi vừa mới mua với bà con đây nhá. Quay cho mọi người cùng xem. Thân sáng đẹp, tay mập nhiều nụ, hoa thì phớt hồng rất đẹp. Đây là đang hạ xuống tại đây luôn, xong đó là tí nữa là anh em chúng tôi sẽ thuê dân bó lại gọn hơn nữa. Bó lại gọn hơn nữa là để đưa lên xe kia nhá. Xe anh em chúng tôi đây. Để bốc đưa đi. Đưa về Nghệ An nhá, chuyến xe này. Anh xem lấy được cành nào lấy. Đây em vừa mới chốt cái lô này với dân này. Các bác mà ưng thì lấy, nhường các bác. 14 đấy, 4 nhé. 14, cái này anh đã 14 rồi, 14 đấy. Cái này em đếm 13. Này em đếm có 13 thôi. Rất đẹp nhé các bác. Đâu nó cô. Rồi khiêng cái này xuống đây. Để bốn này. Này em lại đếm nhầm 13 thế à? Đây là cái cành này cùng với mấy cành nữa là có 5 cành. Thì cái lô này là anh em họ đang báo giá là hơn 30 triệu cơ. Còn cành này thì anh em bọn tôi đang muốn mua đây. Cành này thì chưa biết giá, rất to khủng. Thưa hỏi anh ơi. Đẹp. Ngon được rồi anh mình đó. Rồi. Có cả hoa, lá, quả, nụ, lộc lá đầy đủ nha. Rồi. Em xin phép tạm dừng clip ở đây nhá. Xin chúc sức khỏe mọi người nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới. Chúc mọi người xem clip của em luôn vui khỏe nhá. Và đặc biệt là bấm đăng ký ủng hộ cho kênh nhá. Kênh Tuân Vùng Cao. Còn số điện thoại của em là 0977662447. Số này là có Zalo để liên hệ với các bác. Em gửi ảnh và clip cho các bác cùng xem. Xin chào các bác.